chào các bạn, chào mừng đến với công ty GDS Việt Khắc Group. Thì hôm nay Jay sẽ nói về một trong những cái hệ thống mới nhất của với công ty GDS Việt Khắc Group và đang đặt vào trong tiệm Bliss Nail Spa. Thì hiện thời bây giờ tiệm Bliss Nail Spa đang cho chạy thử trong vòng một tuần và họ sẽ bắt đầu mở Grand Opening vào Chủ nhật tuần sau. Thì Jay mời các bạn đi theo Jay vào trong tiệm để mình coi thử có hệ thống gì trong đây ha. Thì như các bạn có để ý thấy thì đây là một cái iPad và một cái counter stand ở phía trước. Thì thay vì họ có quyển sổ thường để họ ghi tên tuổi sign in vào, thì bây giờ bên công ty đang có một cái hệ thống gọi là Customer Care System. Thì thứ nhất, Customer Care System là gì? Là mình sẽ có một cái hệ thống lưu lại hết tất cả tên tuổi, số phone number, email của khách hàng. Mỗi lần họ vào đây, họ sign in. Để làm gì? Là mình thứ nhất là mình có thể ưu đãi khách hàng, mình có thể cho họ vào trong chương trình VIP membership của mình. Thì ở tiệm hiện thời, tiệm Lit Nail Spa đang đi chương trình là multi level, thì họ có thể cho tất cả những người khách hàng của mình based on vào trong những mỗi level khác nhau của membership, hoặc là 3% reward, 5% reward hay là 7% reward. Thì Jay có thể vào một ví dụ, thì khách hàng có thể vào trong đây sign up reward membership, thì họ bấm vào đây thì first name, last name, phone number rồi submit. Hay là họ nếu mà họ đã sign up rồi thì lần sau họ vào đây thì họ sẽ bấm là existing member sign in, thì Jay sẽ sign in số của Jay thử. Mình sẽ bỏ vào 4 số phone cuối cùng của mình vào trong đây, thì họ sẽ hỏi là muốn làm service gì và bấm submit. Thì một khi bấm vào ở đây rồi thì trong cái hệ thống ở ngay chỗ tính tiền của mình đó, thì sẽ xuất hiện ra. Thì giống như đây là nãy giờ đã có một người khách sign in vào, sau đó là Jay sign in lần nữa, thì người chủ hay là người thợ hay là receptionist có thể thấy khách hàng đây là đang đợi và họ đang có là the last review của cái tiệm của họ như thế nào và cái người làm như thế nào, là tất cả những information lần trước cái người khách đó tới làm tiệm mình nó sẽ show up trên đây, và lần này là họ muốn làm cái gì và họ muốn chọn người nào để làm, thì mình người chủ sẽ biết cái người technician nào available, rồi sau đó là họ sẽ đi xuống làm. Thì cái đây section này phía trên là khách đang chờ, section này ở dưới đó là khách đang làm. Thì một khi mà khách đang làm ra xong rồi đó là mình sẽ vào check out. Thì một khi mình check out giống như hôm đó thì cái người khách đã làm khoảng 100 đô thì mình sẽ cho họ 100 điểm point. Ok, mình sẽ cho 100 point và mình sẽ check họ out. Và một cái rất là hay của bên hệ thống này đó là nó sẽ đây, Jay vừa nhận một cái tin nhắn từ của bên tiệm Bliss Nail Spa hỏi Jay có thể làm thế nào the better service by review của review vào trong cái link của tiệm. Thì một khi mà Jay mở ra đó thì họ sẽ có là cái đường link để cho mình review. Và một cái rất là hay của bên hệ thống này, nếu mà người khách đó vì bữa đó mà không có happy với service của mình, nếu họ review từ 1 sao đến 3 sao thì nó submit đó, thì nó sẽ vào trong cái hệ thống của mình cho mình biết là cái người khách này lần sau mà họ tới họ sign in, mình sẽ biết là người khách này lần trước thì họ sẽ bad service, họ không có thích cái tiệm của mình. Mình có thể nhìn thấy được, mình có thể better service họ, làm mình sẽ làm những cái service tốt hơn, hay là mình có thể bỏ những người technician vào để làm tốt hơn, hoặc là nếu mà họ đã thích cái service mình, họ cho 4 sao hay là 5 sao thì tự động nó sẽ xuất hiện thêm 3 cái đường link Google, Facebook và Yelp để cho kêu người khách có thể lên trong 3 cái đường link đó, trực tiếp lên đường link đó và review cho mình. Thì cái hệ thống Customer Care System này của mình có thể filter ra được những cái 4 sao và 5 sao, nó sẽ trực tiếp đi lên thẳng một trong 3 cái social network của mình. Thì từ đó lên là cái lượng review trong những cái account của cái tin tiệm của mình nó sẽ always go up. Và bên cái thứ ba nữa đó là bên hệ thống Customer Care là mình có thể bán được gift card online. Thì gift card này á, mình có thể chạy qua mình bán được gift card thay vì mình không cần phải bán bằng giấy nữa. Và cái gift card này nó nhìn nó rất là professional. Và một cái rất là quan trọng nữa, cái gift card này á, mình có thể là làm một cái gift card referral. Gift card referral có nghĩa là sao? Nếu mà một người khách hàng VIP vào trong đây rồi, mình sẽ lấy một cái gift card này, mình activate, mình bỏ trong đây khoảng 10 đồng,
hay 5 đồng. Thì mình sẽ lấy cái thẻ này, mình nhờ cái người khách VIP có thể là đi ra, có thể là đưa cho một người bạn, người coworker hay là người neighbor, những người nào khách hàng mới không biết tới tiệm của mình. Thì nếu mà cái người khách hàng mới đi vào trong tiệm của mình xài cái thẻ này thì cái người khách hàng VIP đó sẽ được điểm. Và mình sẽ, sau khi mình lấy được cái người khách hàng mới này rồi đó, mình sẽ ask họ to join cái VIP member của mình, thì họ sẽ được những cái lời reward thế này. Thì chắc chắn là những người khách mới cũng sẽ join vào hệ thống VIP này. Thì cái goal là sao? Là mình sẽ double hay là triple khách hàng VIP của mình trong vòng 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm. Nếu mà double hay triple khách hàng VIP thì cái lượng income của mình nó sẽ double and triple. Thì để Jay recap lại là cái hệ thống customer care system của mình. Thứ nhất á, là mình sẽ có một cái hệ thống ưu đãi khách hàng, keep track hết tất cả những information của khách hàng. Thứ hai là mình sẽ filter ra những cái review trên những cái channel Google, Facebook và Yelp. Only những cái good review 4 sao, 5 sao sẽ hỏi trực tiếp người khách sẽ lên đó, bỏ vào trong đó, sẽ giúp cho cái lượng review của mình càng ngày càng bị tăng lên. Thứ ba là bên hệ thống gift call và gift call referral. Làm thế nào mà có thể tìm kiếm ra những người khách hàng mới thông qua những người khách hàng VIP của mình. Thì đó là ba cái tính năng chính của bên hệ thống Customer Care System. Và bên cạnh đó thì một số tiệm lớn và một số tiệm chung, chung chung đó, hoặc là lớn, thì họ cũng also có thể bỏ cái option là họ có thể bán VIP membership của tiệm mình cho những người khách hàng. Thì đây là một trong những cái ví dụ VIP membership. Thì giống như một cái concept của Costco, thì tại sao khách hàng có thể mỗi năm bỏ ra mua 60, 100 đô cho cái membership này của họ. Thì bên hệ thống Nail Spa của mình cũng thể làm tương tự, giống như là mình có thể trả họ 49 đồng một năm. Thì ở đây là những cái benefit là giống như là người khách đó có thể vào trong đây và họ có thể reward 10% của total service mỗi lần họ tới vào trong đây. Hoặc là họ có free pedicure on their birthday, hay là họ có cái group of 6 người hay 8 người vào trong đây, mình có thể cho họ discount. Thì cái hệ thống này đó, nó sẽ giúp cho người chủ của mình, nếu mà người chủ của mình đã có khoảng 1.000 hay là 2.000 người khách VIP, mà cứ imagine một người có thể đóng tiền membership một tháng là 49 đồng hay 69 đồng một năm, thì có thể đó là một nguồn income rất là lớn đến cho khách hàng của mình. Thì đây là tất cả những cái benefit của hệ thống Customer Care System mang lại. Nếu quý vị, các bạn có question hay là có những thắc mắc gì, xin gọi vào số toll free của công ty ở phía dưới, thì sẽ có nhân viên lúc nào cũng bắt số phone của các bạn. Jay cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.